Giờ đây là một vụ cướp giật túi xách do hai tên trộm mà thực hiện đây mọi người, nhìn đề cao cảnh giác chú ý nè. Đó, có hai chị áo trắng đang đứng, nó chạy ngang, nó xớt cái túi xách đó, thấy chưa? Rồi nó xớt cái túi xách xong rồi nó bị ngã xe, sau đó người dân xung quanh bắt được rồi giao cho công an điều tra giải quyết. Mình nhớ cẩn thận nha, cảnh giác cao độ đó. Nhớ đăng ký like share nhiều vô để cho mọi người được cảnh giác tài sản đeo đồ của mình đó, túi xách vàng dòng rồi đó nha. Rồi giờ là đưa về phường điều tra. Còn đây là hai tên trộm đã lọt vô một cái đường hẻm của nhà dân, sau đó nguyên cái xóm này người ta giết rồi, người ta bắt hai tên trộm này. Đây mọi người, là ta giết kịch tính hai tên trộm này luôn, vô trong cái hẻm này mà. Xong sau đó là hai hàng này nó chạy cũng vụt cực kỳ ha. Đó rồi, nhớ chú ý này, thì dân người ta đồng lòng người ta dí lại luôn, mà hai thằng trộm này nó manh động quá, nó chạy thoát thân. Chúc mọi người một ngày bình an và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Rồi.